mời quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có 300 câu hỏi thường gặp nhất về đạo Công giáo và tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình. Câu hỏi 18. Ai gộp thánh kinh lại với nhau? Nếu Matthew, Marco, Luca và Gioan đã viết 4 sách tin mừng và Phaolô đã viết hầu hết các thư, vậy cuối cùng ai là người biên tập thành sách mà ngày nay chúng ta gọi là thánh kinh? Như đã đề cập trong câu hỏi thứ 17, Cựu Ước thành hình từ thế kỷ 3 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên, năm 250 đến năm 100 trước Công nguyên, khi bản 70 được công bố. Vua Ptolemy đệ nhị Philadelphus của Ai Cập, năm 309 đến 246 trước Công nguyên, đã xây một thư viện vĩ đại tại Alexandria và đã quyết định hoàn thành bộ sưu tập của mình với bản dịch tiếng Hy Lạp của bộ Thánh Kinh Do Thái. Vào thời đó, 2/3 đến 3/4 số người Do Thái trên thế giới đã bị phân tán khắp nơi, gọi là Diaspora, kiều bào Do Thái, trong suốt thời kỳ lưu đày ở Babylon, năm 586 trước Công nguyên. Hầu hết người Do Thái không còn dùng tiếng Hebrew nữa, vì ngôn ngữ chung lúc bấy giờ là tiếng Hy Lạp. Vua Ptolemy đã yêu cầu hơn 70 học giả khởi đầu công việc chuyển ngữ thánh kinh từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp. Công việc này mất hơn 70 ngày. Ấn bản trọn bộ ấy gồm 46 quyển, trong đó có 39 quyển nguyên gốc được viết bằng tiếng Hebrew và 7 quyển được viết bằng tiếng Hy Lạp. Vì các thánh ký đã sống trong thời gian bị đô hộ và các ngài chỉ thông thạo tiếng Hy Lạp. Mai cho đến năm 400 sau Công nguyên, khi Thánh Geronimo thực hiện một công trình vĩ đại là dịch Thánh Kinh từ tiếng Hebrew và Hy Lạp sang tiếng Latin, ngôn ngữ chung lúc bấy giờ, thì bộ Thánh Kinh mới hoàn thiện thành một bộ và một thứ ngôn ngữ duy nhất. Trước đó, các công đồng Laodicea năm 363 sau Công nguyên và Catha năm 397 sau Công nguyên đã tuyên bố số sách Tân Ước là 27 quyển. Có một số ý kiến bất đồng về danh mục các sách Cựu Ước được công nhận, quy điển. Thánh Athanasius 296-373 sau Công nguyên và Thánh Gregory Nazianzus 325-389 sau Công nguyên đã chọn quy điển Palestine, Do Thái, ngắn và mới hơn, gồm 39 quyển, nhưng bản Thánh Kinh cuối cùng xuất hiện vào năm 400 sau Công nguyên là bản Latin Vulgata của Thánh Geronimo, bao gồm tất cả 46 quyển của quy điển Alexandria, Hy Lạp, dài và cổ xưa hơn theo yêu cầu của Đức Giáo hoàng Damaso đệ nhất. Năm 405 sau Công nguyên, vị kế nhiệm của Đức Damaso là Đức Giáo hoàng Innocente đệ nhất đã tái khẳng định tính xác thực của 7 quyển sách được thêm vào này. Chỉ 8 năm trước, năm 397 sau Công nguyên, Thánh Âu Tinh và công đồng thứ 3 ở Catha đã chấp nhận danh mục các sách bản 70 quy điển, dài hơn gồm 46 quyển thay vì chỉ có 39 quyển. Do đó, Kitô giáo đã có 46 quyển sách Cựu Ước và 27 quyển sách Tân Ước trong khoảng hơn 1.000 năm, từ năm 400 đến năm 1517 sau Công nguyên, cho đến khi Martin Luther và phong trào cải cách Tin Lành loại khỏi Cựu Ước những sách họ cho là ngụy thư, Apocrypha, Baruch, Maccabe 1 và 2, Tobita, Juditha, Huấn Ca, Khôn Ngoan, và chấp nhận quy điển Palestinian Do Thái của năm 100 sau Công nguyên. Công giáo Roma và các giáo hội chính thống Hy Lạp vẫn giữ 7 quyển sách đệ nhị quy điển này, vì chúng vẫn có trong quy điển Alexandria, Hy Lạp của năm 250 trước Công nguyên. Việc Chúa Giêsu và các Kitô hữu sơ khai đã biết, đã sử dụng và đã coi những quyển sách ấy như một phần của Thánh Kinh, nên vẫn tiếp tục được sử dụng.
cho đến khi đền thờ Jerusalem bị người La Mã phá hủy, thì các Kitô hữu sơ khai vẫn bị coi là một phái hay một nhánh của Do Thái giáo, được hình thành từ những năm 33 đến 70 sau Công nguyên. Kitô giáo đã bị các nhà lãnh đạo Do Thái giáo khai trừ và trở thành một tôn giáo tách rời và độc lập khoảng 30 năm trước khi các học giả Do Thái ở Jamnia năm 100 sau Công nguyên chính thức bác bỏ quy điển Alexandria và thay vào đó họ chọn quy điển Palestine. Cộng đồng Cento 1545 đến 1563 đã long trọng xác định rằng người Công giáo phải chấp nhận như được linh hứng và một phần của mặc khải, tất cả 46 quyển của Cựu Ước cùng với 27 quyển của Tân Ước. Anh em tin lành phái Luther, Anh giáo, Calvin, trưởng lão, Presbyterian, giáo hội giám lý, Methodist, phái Baptist, vân vân, chỉ chấp nhận 39 quyển, nhưng thường bạn sẽ tìm thấy 7 quyển đệ nhị quy điển này được liệt vào mục Ngụy thư Apocrypha ở phía sau quyển Thánh kinh của người tin lành. Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con tìm đến một nơi yên tĩnh và dâng lời cảm tạ Cha vì một ngày sống sắp trôi qua. Con nhìn lại những điều đã xảy đến và dừng lại nơi những khoảnh khắc mà lòng con hướng về Chúa. Con đã cảm thấy thế nào? Con đã gặt hái được hoa trái nào từ trong tâm hồn mình và từ mọi người xung quanh? Khi chú tâm những điều xảy ra bên trong mình, khả năng lắng nghe và cộng tác vào sứ mạng của Chúa Giêsu trong chính đời sống của con sẽ lớn mạnh hơn. Con nhìn lại những lúc tâm hồn bị rối bời hay những vấn đề xảy ra giữa con và những người xung quanh. Những cảm xúc nào đã chiếm ngự bên trong con những lúc đó? Lạy Cha, xin tha thứ cho con, vì con là kẻ tội lỗi. Ngày mai, con quyết tâm chú ý đến những chuyển động trong tâm hồn, để có thể giữ lại những điều phát sinh sự sống.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.